Xin chào quý vị khán giả của Huế TV. Tôi là Thanh Trà, hiện là nghiên cứu sinh đang sinh sống và học tập tại thủ đô Budapest, Hungary. Hiện tôi đang có mặt tại Quảng trường Anh Hùng, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Budapest và của châu Âu. Hàng năm, đất nước 10 triệu dân này đón nhận trên 30 triệu khách du lịch. Trước thời điểm đại dịch COVID-19, ở quảng trường rộng lớn này luôn chật kín du khách và người dân địa phương. Nhưng hiện nay quý vị thấy rất ít người qua lại. Chính phủ Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 11 tháng 3 và ban hành lệnh giới nghiêm từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Hiện nay, tất cả mọi công dân chỉ có thể ra đường nếu cần đi làm việc hoặc phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Budapest đã vào xuân, khí trời tuyệt đẹp, nhưng hầu như trên những con đường giờ chỉ còn bóng dáng của các shipper. Các phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động bình thường. Hầu hết các hàng quán, cửa hiệu đã đóng cửa từ giữa tháng 3, chỉ ngoài trừ các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, bán thực phẩm, thuốc và hóa phẩm được phép hoạt động. Hầu hết các hàng hóa vẫn đầy đủ trên kệ và giữ nguyên giá so với trước đây. Với lệnh giới nghiêm mới, chính phủ còn quy định giờ mua nhu yếu phẩm cho đối tượng người lớn tuổi vào khung giờ từ 9 tới 12 giờ sáng. Có lẽ đây là một giải pháp khá thiết thực để bảo vệ nhóm đối tượng dễ tổn thương trong đại dịch COVID-19. Cuộc sống của mọi người dân, đặc biệt với những người làm công sở và sinh viên, chuyển qua các hình thức online. Các lớp học online, các hoạt động vui chơi giải trí qua mạng được đẩy mạnh. Nhiều hình thức sống online mới được áp dụng, như tiệc online, triển lãm nghệ thuật trực tuyến, live concert. Hầu hết mọi tin tức và giao tiếp đều được thực hiện trên không gian Internet. Cũng thông qua các trang mạng xã hội, du học sinh Việt Nam được kết nối với cộng đồng người Việt tại địa phương khá chặt chẽ. Hàng hóa của các cửa hàng người Việt vẫn đầy đủ như trước và hiện nhiều cửa hàng còn tăng cường vận chuyển tận nhà cho sinh viên. Ngày hôm qua đã có thêm 9 ca tử vong và 73 ca nhiễm mới. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 4 tháng 3 khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Hungary. 12,5% những ca nhiễm được xác nhận là cán bộ và nhân viên y tế. Theo Bộ trưởng phụ trách của Văn phòng Chính phủ, Vujas cho biết, như vậy cứ 8 người nhiễm COVID-19 thì có 1 người làm trong ngành y tại Hungary. Hiện tại, theo thống kê chính thức của Bộ Y tế Hungary, vào 8 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2020 đã có 895 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã có 95 trường hợp tử vong trên lãnh thổ quốc gia này. Dự báo từ Văn phòng Chính phủ, dựa trên mô hình toán học và dịch tễ học, dịch COVID-19 tại Hungary sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 và tháng 7 năm nay.